Thưa các vị, thì mời các vị vào trở lại. Vào trở lại là hiện giờ không biết là cái trang mạng của chúng tôi nó có cái sự cố gì xảy ra. Cho nên mong rằng các huynh đệ vào trở lại. Kính thưa các vị, thì chúng tôi đang thuyết trình chia sẻ với các vị thì tự động cái trang mạng nó ngưng đi, và nó coi như là chúng tôi phải lưu lại cái phần trước và tiếp tục nói cái phần sau. Nếu như là coi như là không hiện bây giờ là người ta đánh phá một cách coi như là dồn dập, đánh phá là tắt cái tiếng nói của tôi, cố tình tắt cái tiếng nói. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng chân lý nó muôn đời, nó là chân lý, không thể nào người ta có thể tắt được đâu. Dầu rằng cái sự mà sai trái, cái sự mà cuồng tính nó nhiều, nhưng mà không thể đủ cái năng lực dập tắt được cái tiếng nói chân thật đâu. Các vị cảm thông là bây giờ tất cả, mà cũng may cho tôi là tôi ở nước ngoài. Ở nước ngoài cho nên cái sự an toàn, cái sự các cái mạng nó không có thể phá rối nhiều được. Mà coi như là họ đánh rất dữ, lúc này là họ đánh rất dữ về các cái trang mạng. Mà tội nghiệp là những cái trang YouTube hoàn toàn tôi không biết gì hết. Như những cái trang gì đó họ công kích, họ chửi bới là các Phật tử, các ai đó đem về làm những cái trang, đem những cái bài giảng của tôi hoàn toàn là không phải của tôi và cũng không phải tôi chỉ đạo nữa. Còn cái trang mà Thích Thiện Tài như tôi đó là do tôi chỉ đạo thì có, nhưng mà hoàn toàn là các em nó làm cho tôi cũng không biết, nhưng mà do cái sự cố vấn của tôi. Nhưng mà họ cố tình họ đánh rất dữ vào các cái trang mạng truyền thông của tôi thời bây giờ. Nếu như vậy có nghĩa là họ sợ cái tiếng nói chân thật, và họ làm những cái video coi như là để đánh lại. Nhưng mà không sao, như tôi đã nói hồi nãy là sống cuộc đời này không thể vừa lòng người khác được. Mà cái tiếng nói chân lý thì chúng ta cứ việc đường ta bước vậy thôi. Bởi vì cái chân lý là cái sự thật, thì dường như những cái sự tà tín, những cái sự mưu toan tính toán, nó luôn luôn nó lo âu, nó sợ sệt, nó phải hủy diệt bằng cách này cách khác. Mà các vị nhớ, trên cuộc đời này nếu chúng ta nhúng chân vào cái lợi thì trước sau gì vì cái lợi đó mà cũng phải đánh nhau một cách ghê gớm, đánh nhau một cách kịch liệt. Chúng ta tiếp tục học trở lại cái vấn đề mà trạch pháp của Thất Bồ Đề Phần. Trạch pháp là chúng ta lựa chọn, chúng ta nhìn, chúng ta hiểu được để chúng ta quán chiếu tư duy. Thí dụ như chuyện xảy ra hàng ngày, hàng giờ. Như tôi nói cái chuyện xảy ra gần đây hai ngày nhất, đó là cái chuyện mà các vị tôn đức đi làm công việc, đi đến để mà hậu niệm, để cái lễ cầu nguyện cho thân mẫu của một vị thầy quê ở tại Quảng Ngãi. Thì từ Bình Định mà khởi bắt đầu xe lăn bánh 6 giờ thì đi trong 1 giờ đồng hồ thì coi như là một cái tai nạn thương đau, đó là hai xe đụng với nhau. Dầu là cái chuyện mà đụng ở đây á, mình không có thể ngờ trước được. Mà cuối cùng thì hai vị tôn đức, một vị là hòa thượng, một vị
thượng tọa tử vong, rồi tài xế tử vong, rồi còn lại những người đi, bây giờ còn những người còn hôn mê, rồi có người thì thế này thế khác. Thì các vị thấy cái đó là cũng là thế gian vô thường đó chứ. Nhưng mà các vị biết cái cuộc đời này á, cái chuyện mình tu á, là gọi là tu là chuyển cái nghiệp. Chuyển cái nghiệp này á, thì thật sự ra là để mình thay đổi cái nhân quả của mình trong cái thời gian. Chứ không phải mình tu bây giờ là mình hướng liền ngay. Bữa nay mình không có nhân nào, bữa nay mình trồng mai mình có. Thậm chí mình là mình trồng giá đó, mình làm giá mình ăn đó, thì nó cũng phải là bữa nay mình đi ngâm đậu một đêm để cho sáng lại thấy nó nứt cái vỏ đậu ra, rồi phải nhờ có cái khí hậu bao nhiêu độ đó, rồi coi như bắt đầu mình gói, mình bây giờ làm giá theo bây giờ thì nó dễ hơn ngày xưa. Mình lấy cái khăn lông đó, cái khăn mà ấy, mình gói lại, rồi mình để một cái chế độ nhiệt độ như thế nào đó, rồi mình cứ 2-3 giờ đồng hồ mình tưới nước, 2-3 giờ đồng hồ tưới nước. Còn không thì như ngày xưa đó, thì người ta để trong trấu, trong tro, người ta bỏ vô, người ta gói cái, trong cái miếng vải, người ta đem, người ta nhận ở dưới nước. Như vậy nó cũng phải mấy ngày nó mới thành cộng giá để ăn. Giá là dễ gò lẹ nhất mà cũng phải mấy ngày. Thì bây giờ cái chuyện mà có những vị tu hành, có những vị tôn đức, những vị hòa thượng, những vị mà niêm cao lạp trưởng, người ta tu hành rất là chân chánh. Nhưng mà tại sao mà tới cái già đó, người ta nằm lâu lắm mới chết, hoặc giả là có những vị như tai nạn như vậy đó. Thì như vậy thì nếu chúng ta mà nhìn với cái cặp mắt của cái người thông thường, thì chúng ta làm sao nghĩ ra được. Ồ, tu theo lẽ tu thì có Phật đỡ chứ, tu thì phải có Bồ Tát, có trời đất che chở chứ, tại sao tu mà cũng bị tai nạn như vậy. Thưa các vị, cái chuyện chúng ta tu là chuyện tu, còn cái chuyện mà nghiệp của trần đời này thì ai cũng phải trả, do phước đức của mình, do cái nghiệp thiện hay nghiệp ác của mình ở trong quá khứ mà cái hiện tại mình trả. Rồi mình trả đây có cái cộng nghiệp trả, có cái không cộng nghiệp. Thí dụ như nếu như cái chiếc xe 16 chỗ đó thì phải đi 16 người, mà tại sao trên xe đi 13 người? Nếu như mà thêm 3 người nữa thì 3 người đó gọi là cộng nghiệp. Còn đằng này, ví dụ như có ai đó giờ chót bận công việc không đi được. Tôi đơn giản như cái nạn 911 của tại Hoa Kỳ đây. Tôi có một cái người Phật tử, tôi nói là bữa đó là ghi danh là mua vé đi trên cái chiếc máy bay đó. Nhưng mà cái tự nhiên cái tới giờ đó đó, nó đau bụng sao mà nó đau cuộn, cứ không thể rời cái nhà cầu được. Cho nên khi đó đó thì chạy ra, cũng phải mua vé rồi, chạy ra để mà cho kịp giờ lên máy bay. Nhưng mà ra thì máy bay đã đóng cửa 5 phút rồi, họ không thể cho lên được. Như vậy thì coi như không có cộng cái nghiệp. Ngay cả thời Đức Thế Tôn, các vị nhớ rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, nếu như Ngài mà không có đi tu, không có tìm ra cái chân lý, không là một vị Phật, thì ở lại hoàng cung làm vua đi chẳng hạn, thì coi như là cộng nghiệp thì bị vua lưu ly tàn sát hết rồi. Nhưng mà do đành rằng Đức Thế Tôn không có cộng nghiệp, dầu rằng sanh ra cái hoàng tộc, sanh ra cái dòng họ Thích Ca, nhưng mà Ngài không có cộng nghiệp. Nhưng mà cộng nghiệp cái gì? Ngài nói rằng cái đời đó, đó khi mà dòng họ Thích Ca có bắt lên một con cá rất là to, bắt lên để làm thịt một con cá đại ngư để ăn,
Thì bây giờ đó, tiền thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta đó là một cậu bé rất nhỏ. Cậu bé đó đó thấy con cá nằm ngáp ngáp đó, vô tình lấy một cái khúc cây gõ trên đầu con cá thôi. Gõ trên đầu con cá. Các vị nó nhớ gõ trên đầu. Vậy mà cái con cá đó đời qua kiếp lại cái sự quán thù, không phải riêng cái loài cá mà quán thù như vậy đâu, nhưng mà nó có những cái nghiệp, cái nghiệp này nghiệp kia nó kéo qua đời này đời nọ quán thù, cho nên cuối cùng con cá đó là vua lưu ly, là vua lưu ly. Còn cậu bé đó là thái tử Tất Đạt Đa, là Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà cho tới cái việc trả quả đó, thì vì cái cậu bé đó lấy cái cây gõ trên đầu con cá đó thôi, cho nên hai lần Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra cản đường vua Lưu Ly đi tàn sát dòng họ Thích, nhưng mà được hai lần thôi. Tới lần thứ ba thì coi như là cái đầu của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bây giờ nó đau nhất, đâu phải là Phật không đau nhất đâu, đau nhất vô cùng, đau nhất mà không thể mở con mắt ra được. Biết bữa đó là vua Lưu Ly coi như là phải đem quân đi chinh phạt đó, nhưng mà vua Lưu Ly cũng không đi cái đường cũ, cho nên một là không đi đường cũ thì Phật cũng không thể ra cản đường được, hai là cái đầu quá đau nhất. Cho nên các vị nhớ, khi cái nghiệp đó đã đến, cái quả nó đã trả, thì chúng ta dầu có lên trời hay chúng ta chui xuống biển thì coi như cũng phải chịu trả mà thôi. Nhưng nếu chúng ta có làm những điều phước thiện thì khi chúng ta trả đó, chúng ta cảm thấy bớt đi cái sự đau đớn, bớt đi cái sự hành hà. Bởi vì giống như tôi đang uống ly trà đây, ly trà đậm như thế này, tại vì cái bữa nay lạnh quá cho nên chúng tôi phải uống ly trà nóng, ly trà đậm như thế này. Nếu như người không uống trà được cái vị đắng nó như thế này thì buộc lòng phải lấy chai nước trắng mà khoa cho nó loãng ra, pha chừng nào mà nó nhạt đi. Thì người tu tập của chúng ta cũng vậy. Giả như chúng ta biết mà lấy cái thiện mà để chúng ta cứu vãn, chúng ta làm những điều tốt lành đối với cho mọi người, thì giống như chúng ta lấy cái nước trong mà để khoa cái nước đắng vậy. Từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, thử hỏi các huynh đệ chúng ta nghĩ rằng mình đâu có thể biết được mình làm thiện nhiều hay là ác nhiều. Nếu giá như mình làm thiện nhiều thì mình sinh ra cuộc đời này nó đầy đủ những cái hạnh phúc, những cái sự thương yêu, đầy đủ những cái sự lợi lạc, an lành. Nhưng mà giá như mình sát sanh hại mạng, mình gây thù chuốc oán, mình tạo những cái nghiệp khổ đau cho người, cho chúng sinh, cho muôn loài, thì bây giờ đời này mình sanh ra mình phải chịu bệnh tật, đau ốm, tai nạn, chết chóc. Cái nghiệp chúng ta không hiểu hết được. Cái sự tu tập của quý tôn đức cũng vậy. Nhiều khi nếu như các quý tôn đức không có tu tập thì coi như cái nghiệp này nó còn kéo dài đó. Nhưng mà biết đâu có sự tu tập này, cho nên tới giờ phút này phải đành trả cái nghiệp một lần cho nó xong. Thật chất các vị biết rằng đối với Hòa Thượng mà viên tịch trong cái việc tai nạn đó là một người có đạo đức, một người có giới luật. Bởi vì tất cả các đại giới đàn từ Nha Trang cho tới Quảng Bình Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi đều cung thỉnh Ngài vào cái hàng thập sư. Thì như vậy cái sự lựa chọn này là phải là một người có giới luật, có học thức đời, cũng như có thông kinh tạng, thông luật tạng, thông luận tạng. Thì như vậy mới là cái vị được chọn vào cái hàng tôn sư, thập sư, tôn chứng của đàn giới. Vừa
đồng thời là cái vị giới sư, vừa đồng thời là cái vị pháp sư và vị gọi là chủ xám. Nhưng mà tới khi nghiệp đó đến rồi thì coi như cũng phải trả mà thôi. Giống như trong lịch sử Phật giáo chúng ta có Ngài Mục Kiền Liên vậy. Tôn giả Mục Kiền Liên là bậc tu hành chứng đạo quả, thành tựu bậc Đại A-La-Hớn, thần thông đệ nhất. Thì theo lẽ Ngài đâu còn những cái sân si, Ngài đâu còn những cái nghiệp lộ hoạt mà bị trả lời cái câu sóc người ta để cho nó đánh chết. Các vị nên hiểu rằng cái tập khí, cái mà mang theo trong cái gọi là thế gian người ta thường nói là ăn vào tủy, mang theo con người của chúng ta, nó vũ trụ trời đất, nó kết tinh từ cái tứ đại hay là thất đại ngũ uẩn này, các vị biết rằng nó có những cái lần tập khí mà mình không thể nói được, gọi là tập khí mà. Nó như cái lần điện mà ở trên hiện bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với các vị đây, nói chuyện trên diễn đàn đây. Các vị đâu có thấy được những cái lần điện li ti để nó kết lại, nó bắn vào, nó hình thành, nó hút vào cái máy để chúng tôi ngồi nói mới phát ra cả toàn cầu như thế này. Nếu như ai đó mà giỏi về cái mặt vi tính thì muốn coi như muốn tắt cái đài thì cứ chơi làm sao mà cho các làn điện nó chập nhau để nó có cái sự cố để nó tắt như hồi nãy vậy. Các vị thấy, cho nên các vị nên nhớ rằng chúng ta chết đi không có nghĩa là còn mà cũng không có nghĩa là mất, mà chúng ta cái gì nó trả về cái đó rồi đủ duyên nó hội tụ lại. Nhưng mà khi nó hội tụ lại, cái gì hội tụ? Mà khi nó mất đi, cái gì mất đi? Thì bây giờ cái chuyện đó đối với nhà Phật giải thích được, nhưng mà phải đòi hỏi chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có thiền định thì chúng ta mới thấy được cái điều đó. Chứ còn không khéo là nói cỡ nào các vị cũng không thể hiểu được. Mà thiền mà nếu như các vị tưởng tượng sai lầm thì nó lạc thiền, thì trở thành là tinh tâm thần. Còn mà ngồi mà thiền mà để cho không còn một cái suy nghĩ gì hết thì coi như là cái điều đó không thể có. Cho nên cái thiền, cái tư duy, cái quán chiếu gọi là thiền na thì đòi hỏi chúng ta phải nhận ra cái sự thật của hiện tượng vạn hữu đang an bài, đang diễn ra. Bởi vậy cho nên nó là thế gian vô thường, quốc độ nguy thế, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thế nhưng chúng ta, người mà chúng ta nhiều cái dục vọng, nhiều cái tham dục vọng, thì chúng ta phải ngồi để quán thân bất tịnh. Không chẳng những ngồi mà chúng ta luôn luôn nghĩ cái thân này bất tịnh. Bất tịnh. Mà cái chữ quán thân bất tịnh tôi đã giải thích rất rõ trong cái kỳ học mà tứ niệm xứ. Rồi cái người mà nhiều cái tham, cái gọi là tham vọng, tham tiền, tham của, thì mình phải quán như thế nào? Tất cả đối với nền giáo lý đạo Phật dạy rất rõ ràng. Chỉ chúng ta không chịu học, chúng ta không chịu tìm hiểu, chúng ta không chịu suy tư, thì chúng ta cứ nghĩ rằng đạo Phật là thế này thế khác. Chứ còn đạo Phật là chân lý, là sự hiển bày trước mắt. Chúng ta hiểu như vậy để chúng ta tu hành có cái sự gọi là khinh an. Khinh an có nghĩa là cái biểu hiện, một kết quả chung trên bước đường tu tập. Mà khinh an đó là một trong 11 cái món tâm sở thiện. Khinh an hay nói khác hơn là chúng ta cười đi. Hàng ngày mà chúng ta cố gắng chúng ta cười, cười nhiều chừng nào thì lòng chúng ta nó cảm thấy nó có sự thanh thản. Dầu rằng có những cái nụ cười nó cười gượng, cười gạo, nhưng mà cũng thật sự là cũng làm nó vơi đi phần nào đau khổ. Còn giá như mà cái mặt chúng ta lúc nào cũng chim biểm gầm gừ hết trơn thì chúng ta nghĩ chúng ta đâu có được gọi là cái trạng thái khinh an. Cho nên khinh an nó là dẫn tới cho chúng ta cái sự gọi là vui cười, thanh thản, rồi đến trọn vẹn gọi là khinh an.
dựa trên 11 cái món tâm sở thiện thì coi như là khinh an là một trong 11 món tâm sở thiện, gọi là tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, cần, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hoại. Dạ tôi không biết là lớn, con cảm ơn quý Tôn Đức ở chùa Hải Long có gửi cái lời gọi là sách tấn khuyến khích chúng con. Thì thật ra thì đối với chư Tôn Đức ở Bình Định là một cái nôi của Phật giáo, chúng con đều được biết như vậy. Cái nôi của Phật giáo, sự thật cái Phật giáo chư Tôn Đức đều xuất thân từ miền đất Bình Định để rồi lan truyền cái Phật giáo ra Huế vào Nam. Mà các vị tổ sư như Nguyên Thiều Siêu Bạch vân vân thì chúng con cũng có được biết điều đó và chúng con rất trân trọng. Đối với Hòa Thượng Đồng Tịnh thì thật chất thì chúng con biết qua cái sự giới thiệu và cái thấy Ngài trên những cái giới trường. Còn riêng Thượng Tọa Vạn Tịnh thì chúng con cũng có gặp ở Mỹ mấy lần, nhưng mà rất tiếc là không có cái cơ hội ngồi nói chuyện với nhau. Vì lúc đó là chúng con thường hay đứng trong cái ban tổ chức các cái khóa tu, mà Thượng Tọa Vạn Tịnh thì đi du hành qua thăm các huynh đệ ở bên này, rồi có tham dự các khóa tu. Nhưng mà rất tiếc là mỗi lần gặp nhau thì chỉ chào nhau về rồi thấy Thượng Tọa cười. Thì có nhiều khi con cũng hay ghẹo chơi nói anh mốt, bởi vì gọi như vậy là tại vì thầy Vạn Tịnh thì nhỏ, nếu mà tuổi đời cũng như tuổi đạo, bắt buộc tuổi đời nhỏ hơn thì tuổi đạo phải nhỏ hơn chúng con. Tại vì Thượng Tọa thấy là sinh năm 78, bởi vì tối thiểu một vị tu sĩ coi như dầu vào chùa bao nhiêu tuổi đi chăng nữa nhưng mà phải từ 20 tuổi trở lên mới được thọ giới tỳ khưu. Thì coi như là Thượng Tọa sinh năm 78 thì chắc chắn rằng tuổi đời cũng nhỏ hơn chúng con và tuổi đạo cũng phải nhỏ hơn. Thì gặp nhau cái tình anh em, thấy lúc nào ngày cũng cười. Nhưng mà rất tiếc thì chưa có cái lần gọi là trò chuyện hỏi han, thì coi như bây giờ đường ai nấy đi rồi. Thì con thấy rằng khi mà các huynh đệ thấy, khi mà chúng con tu hành, dầu là chúng con là một người rất là phàm phu chứ chưa phải là xứng đáng là cái người Thích Tử Như Lai một cách trọn vẹn, nhưng mà trên bước đường tu tập luôn luôn cái điều mà chúng con chia sẻ đó là luôn quán chiếu cái việc trước mắt như vậy. Luôn luôn quán chiếu cái việc trước mắt. Khi thấy cái sự ra đi của cái người lớn hơn mình thì chúng ta phải biết rằng chúng ta cũng sắp phải tới đó để chúng ta ra đi. Khi thấy cái sự ra đi của người nhỏ hơn mình thì phải biết rằng mình may mắn mình còn có mặt ở đây. Không biết là sự may mắn hay là sự nghiệp chướng gì mình có mặt ở đây. Thưa tất cả đại chúng, nếu chúng ta biết được, chắc chắn được, thấy được và nhận ra trần gian này là quán trọ thì chúng ta sẽ có cái nhìn khác. Mà cái điều mà quán chiếu biết trần gian này quán trọ, con người tới đây là lữ hành, biết như vậy phải trong cái tư tưởng, cái tâm ý, chứ không phải nói thì ai nói cũng được. Nói trần gian này quán trọ, mình là lữ hành, ai nói cũng được. Cái cậu bé lên 8 tuổi cũng có thể biết, vừa biết đọc chữ, vài trang sách của Thánh Hiền cũng có thể nói được. Cho nên các vị nên nhớ, có một lần Thiền Sư Ô Xào hả? Gọi là Thiền Sư Ô Xào là Ngài cắt cái chỗ Ngài tọa thiền, chỗ Ngài tu tập ở trên nhành cây lớn, nhành cây đại thụ. Nhưng mà trên nhành cây
thì ông quan dường như là bạch cư vị, lúc đó làm quan hả, bạch cư vị làm quan, đi ngang thấy thiền sư Ô Sào đang ngồi ở trên cành cây. Ông quan này mới mời xuống, mình nói tiếng mời là nói theo sự trang trọng, ngoắc xuống. Ủa ông tu ông điên à, tu điên à, sao lên đó ngồi rủi rồi ngồi thiền rủi ngủ gục và té xuống sao, ngồi thiền ngủ gục té xuống sao? Thì thiền sư Ô Sào mới nói thưa đại quan, nếu như là lão nạp tôi đây mà có ngồi thiền mà gục té xuống mà cắm đầu xuống mà chết thì cũng chết có một mình, còn e ngại cho ai đang ngồi trên cái chiếc ghế bằng phẳng ở trên mặt đất. Nhưng mà nếu mà nghĩ sai, nói sai, hành động sai một cái là chết bao nhiêu người. Bởi vì thường thường làm quan á thì các vị biết rằng nó là cái mặt chính trị, nó luôn luôn nó phải đương đầu với mọi thứ. Nhưng mà nếu như làm quan mà không có trí công vô tư, không cần kiệm liêm chính, không có trong sạch, thì thường thường là coi như bắt buộc là phải nghe một chiều là nhiều hơn nghe gọi là hai chiều. Mà nếu như nghe một chiều nhất thân nhì thế cậy thần ý thế thì ông quan này ra lệnh một cái là có thể nhà tan cửa nát, làm cho bao nhiêu người phải rơi đầu. Cho nên thiền sư Ô Sào mới trả lời với bạch cư vị như vậy, thì bạch cư vị chịu thua. Thì bạch cư vị mới hỏi lại thiền sư Ô Sào, nói vậy là ngài là người tu đó, ngài có nói thể nói cho tôi biết coi đại ý của Phật pháp dạy cái gì, cho tôi tóm gọn cho tôi thôi, bởi vì tôi làm quan tôi không có thời gian nghe dài dòng, ngài tóm gọn cái đại ý Phật pháp thôi. Thì thiền sư Ô Sào đó là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành, đại ý của Phật pháp là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Thiền sư Ô Sào nói, ôi cái câu đó đứa 8 tuổi nói cũng được mà. Bạch cư vị nói cái câu đó 8 tuổi nói cũng được, đứa 8 tuổi nói cũng được, chứ cần gì ngài nói. Nhưng mà bạch cư vị nói như vậy rồi, thì thiền sư Ô Sào nói, thưa đại quan, cái câu nói đó đứa 8 tuổi nói cũng được, nhưng mà người 80 tuổi chưa hẳn là làm được. Các vị nhớ, có những em nhỏ bây giờ nó thông minh lắm, nó lên nó nói toàn là vô thường, toàn là thiện là ác, nó hay lắm, nhưng mà hoàn toàn nó nói để gọi là từ chương trích cứu, chứ nó nói mà cái đầu nó không suy nghĩ. Nó nghe vậy, nó nói như vậy, giống như con két hay là con nhồng, cho nó lột lưỡi rồi cái người nuôi dưỡng nó nói như thế nào thì nó nói như thế đấy. Dạy cho nó nói từng câu vậy rồi nó tập nó nói. Khi ai tới nó cứ nó có khách, chủ tôi không có nhà, có khách vậy thôi, thí dụ vậy. Cho nên tôi thưa với các vị rằng trên bước đường học đạo, chúng ta bây giờ tôi kêu gọi chúng ta phải học đạo. Học đạo đi rồi chúng ta mới trạch pháp, chúng ta lựa chọn, rồi chúng ta mới có khinh an được. Chứ còn nếu như chúng ta không học đạo thì chúng ta tu không biết cái gì. Thậm chí hai chữ thiện và ác như tôi đã giải thích mà các vị biết, chỉ có tứ chánh cần gọi là thiện và ác thôi đó. Mà các vị nhớ rằng trong hiện bây giờ tôi đang giảng kỳ thứ 35 nè, nhưng mà hai chữ thiện và ác mà tôi giảng 3-4 kỳ. Thế nào gọi là tâm sở thiện, thế nào gọi là tâm sở ác? Có hai chữ thiện và ác thôi, nhưng mà cuộc đời này bao nhiêu ngồi bút, bao nhiêu giấy mực cũng chưa có thể nói hết được ý nghĩa của hai chữ thiện ác. Mà trên tinh thần nhà Phật, luận của Duy Thức học thì định nghĩa chữ thiện là tăng ít, mà chữ ác là tổn giảm. Mà tăng ít thế nào gọi là tăng ít, thế nào gọi là tổn giảm? Cái chuyện gì mà làm lợi mình, lợi người, lợi hiện tại cũng như vị lai thì mới được ghép vào gọi là sở thiện, tâm sở thiện. Có nhiều khi chúng ta chỉ thấy cái hiện tại, chứ chúng ta không nghĩ tới cái nguy hại ngày sau, thấy cái lợi cho riêng mình, chứ không nghĩ cái hại cho người khác thì không phải là thiện. Rồi ác
thì ngược lại với thiện. Cho nên các vị thấy tu hành mà muốn khinh an là chúng ta phải hiểu cho tường tận hai chữ thiện và ác. Vì vậy mà khinh an là 11 trong món tâm sở thiện, mà 11 món tâm sở thiện á, thì các huynh đệ phải học cho kỹ là tính, là tàm, là quý, là vô tham, là vô sân, là vô si, là cần, là khinh an, là bất phân vật, là hành xả, là bất hại. Dựa trên 11 cái món đó, mình quay qua quay lại, mình làm bất cứ cái gì, mình hành động gì, mình nói gì, mình nghĩ gì mà nó liên quan, nó có dính trong 11 cái món này thì cái đó gọi là thiện. Cho nên cái nền giáo lý nhà Phật, thưa các vị, là phân tích rất rõ ràng. Bây giờ tôi nhiều khi tôi cũng tự chấp nhận là mình cũng giống như con két thì cũng được, có thể nói lại con két, con nhồng, con trưởng, con sáo. Nhưng mà dầu gì nó cũng giúp vui cho cuộc đời, nó giúp vui cho những người trí thức, nó giúp cho những người có cái tìm hiểu học Phật. Chứ còn tôi cũng trước sau gì tôi cũng chịu thiệt. Tôi là con người giàu rằng mang cái hình tướng tu sĩ, mang cái cạo đầu mặc áo này hơn 29 năm qua, cũng như 30 năm qua. Nhưng mà nói thiệt là chúng tôi chỉ đẻo từ từ thôi, chứ còn đẻo liền là không được. Vì cái gốc phiền não vô minh, cái gốc của ác pháp không phải dễ dàng mà đẻo một số một chiều. Cái này tôi cũng thành thật nói thiệt kìa, các vị cứ cười đi. Chứ không có nói mà nói tốt về mình. Cho nên tôi xin trở lại, 11 món tâm sở thiện gồm có tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, kinh an, bất phóng vật, hành xả và bất hại. Đó là tôi cũng xin giới thiệu cho các huynh đệ xuất gia trẻ cũng cố gắng học. Học phải thuộc lào lào, nhưng mà hãy nói thiện là phải nhớ 11 món đó. Cho nên dòng họ của Phước Đức gọi là thiện nghiệp là phải có kinh an và có hành xả. Cái người mà gọi là phước đức đó, dòng họ mà gọi là có phước đức đó, là phải có khinh an và hành xả. Cho nên nếu mà nói gì lý luận lập luận á, thì coi như là nếu lấy đạo Phật ra lập luận thì cái người trí thức của thế gian có thể không lập luận lại cái tư tưởng giáo lý của đạo Phật. Còn cái người mà nói ngang, nói càng, nói bướng, người ta nói thế gì, nói ngang ba làng nó không lợi thì thôi mình không nói rồi. Còn mình nói theo cái đạo đức, theo cái nền giáo lý thì cái người trí thức ở ngoài thế gian có khi không thể lý luận lại với cái nền giáo lý của đạo Phật đâu. Bởi vì anh ở ngoài đời, anh có học giỏi, anh có tài ba đi chăng nữa, anh có thể chế ra quả bom nguyên tử, chế ra máy bay, chế ra tàu thủy, vân vân, chứ ra bất cứ cái gì khác. Nhưng mà để gọi cho anh gọi là phước đức thì anh chưa có đạt được. Bởi vì cái dòng họ mà có phước đức thì phải là thiện nghiệp, mà trong thiện nghiệp có phải có khinh an và hành xả. Khinh an như tôi đã nói và là anh phải lúc nào cũng vui cười, anh lúc nào cũng thanh thản. Hành xả là anh phải buông xả, thì cái dòng họ đó mới gọi là phước đức. Cho nên tuy rằng có những cái học Phật á, các vị đòi hỏi là cái vị thầy giảng đó phải giảng hiền, giảng nhẹ nhàng, thì cái điều đó cũng cần. Nhưng tuy nhiên cuộc đời đó phải có những con người như tôi chẳng hạn. Nhiều khi tôi giảng tôi chửi lung tung beng vậy, nhưng mà thật sự không phải chửi như vậy là xấu đâu. Thí dụ như tôi có chửi là dòng họ các ngươi là dòng họ vô phước đức, thất đức. Nếu như cái người mà biết xử sự, biết suy tư, thì cứ hỏi, tại sao gọi là vô phước đức, rồi sao gọi là thất đức. Còn chúng ta mà bị cái tự ái, bị cái tự tôn, bị cái mặc cảm, bị cái tự thị, thì nghe cái danh từ đó là mình đau lòng, mình xót dạ, rồi mình tạo bao nhiêu cái điều sân hận. Đã cái người nói đã là sân hận mà mình sân hận đó thì đâu phải là mình là bậc người trí.
Cho nên tôi nói các vị là cái chữ dòng họ mà có phước đức là cái dòng họ đó phải là thiện nghiệp, phải có khinh an và hành xả, là trong hai cái món gọi là tâm sở thiện trong 11 món thì mới gọi là dòng họ có phước đức. Tôi xin nói đơn giản, 11 món gồm có tín. Tín là đức tin, mà đức tin là phải chánh tín, là hành động thiện. Chánh tín là hành động thiện, còn nếu chúng ta tà tín là nó rơi vào hành động ác ngay. Các vị không học đạo, các vị không có thông thía được trên cái cuộc đời, cái tinh hoa của cuộc đời, các vị không có tỏ rõ điều đó đâu. Dĩ như bây giờ hãy nếu đụng tới cái lợi dưỡng là buộc lòng trước sau gì cũng phải đập nhau. Đập nhau nó nhiều hình thức đập. Đập nhau nó nhiều hình thức đập nhau. Tôi dùng những từ đập đó là những từ theo kiểu Nam miền Nam á mà. Đập rồi các vị đừng tưởng đâu lấy cây đánh, đập nhau là đập nhau trên tư tưởng, gọi là giết nhau chẳng kiếm lưu cầu mà giết nhau bằng cái ưu sầu độc chưa. Hãy đụng tới lợi thì đừng hòng bao giờ mà chúng ta ngồi lại với nhau suốt cuộc đời được. Các vị nên nhớ làm bạn bè với nhau, cùng tổ chức một cái tư tưởng gì với nhau mà đừng nghĩ tới cái chữ lợi, mà hãy nghĩ tới chữ lợi thì phải đương đầu với nhau. Mà nhất là cái giai đoạn ngày nay đó, cái giai đoạn mà gọi là đấu đá với nhau để giành cái lợi, mà nó khổ nhất bây giờ là cái tình trạng mà các vị làm cái trang YouTube của Việt Nam gọi là YouTube, mà ở nước ngoài gọi là YouTube, coi như là cần câu view, cần câu like, cần để cho có nhiều người coi thì buộc lòng phải làm những cái điều kỳ quặc, phải binh vực, phải đấu đá với nhau, có nhiều khi đấu đá sai mà vẫn đấu đá với nhau để lôi kéo cái người coi để cho nó có sự hấp dẫn. Chứ còn mà nói cái điều lành, nói chân lý gì mấy người nghe. Khi nào tôi giảng đạo mà tôi nói chân lý á, tôi nói từ từ không mấy người nghe đó. Mà bữa nào mà tôi nói cái gì mà hót, cái gì mà dữ tợn, cái gì mà hung hãn á, trời người ta nghe rất là đông nghe các vị. Tôi thấy, tôi thử mà. Bữa nào mà tôi chửi bới, thậm chí nói thô tục, thậm chí nói dữ dằn thì nhiều người nghe lắm. Còn mà bữa nào mà tôi nói nhẹ nhàng, tôi nói mềm mỏng, thật sự ra đó, người nghe nó trầy trầy trật trật ha. Cho nên mới thấy rằng cái cuộc đời này, cái ác nó lấn lướt cái thiện. Cái ác nó lấn lướt cái thiện. Vì vậy mà nói chữ trong 11 món tâm sở thiện thì cái chữ tín đó, là đức tin đó, là chánh tín đó, là một trong những hành động gọi là thiện. Rồi tàm quý là hành động thiện, tàm quý là biết thẹn với lòng mình, hổ với người, biết xấu hổ khi mình sai lầm và sung sướng khi mình làm điều gì đó lợi mình lợi người. Chữ tàm có nghĩa là tự tàm, mà chữ quý có nghĩa là quý tha. Tự tàm là mình tự hổ với mình, quý là quý tha, là mình thẹn với người. Cho nên người sống trên đời dầu là cư sĩ hay tu sĩ không có tàm quý thì gọi là người vô liêm sĩ. Mà người bất cố liêm sĩ thì có nói là tu đi chăng nữa nhưng mà không đạt đến sự giải thoát giác ngộ, bị gọi là bất cố liêm sĩ. Rồi tiếp tục là vô tham, vô sân, vô si, ai cũng biết rồi. Chứ cần nói cho đủ là tinh tấn. Nó tinh tấn thì nó mới trọn nghĩa hơn như tôi đã phân tích. Khinh an là nhẹ nhàng, là thanh thoát. Bất phóng dật là không buông lung. Hành xả là buông bỏ những sự chấp mắc. Bất hại là không giết hại, làm đau khổ cho người khác. Đó, cho nên trong gia đình muốn có hạnh phúc là phải có khinh an. Rồi cuối cùng là chữ xả. Xả là đạt đến đỉnh cao cùng tột. Mà một khi đã xả thì không còn tôi và của tôi, không còn ta và chúng ta, thì mới gọi là xả. Xả nói đủ là hành xả, nghĩa là làm tất cả việc thiện mà không thấy mình làm thiện, giúp đỡ cho người mà không thấy mình giúp đỡ người, gọi là thi ân bất cầu báo.
mà trong trong luận Bảo Vương Tam Muội thì nói rất hay là Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm giải thoát, làm thành công, lấy oan ức làm đà tiến thủ, lấy khúc mắc làm niềm vui, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi ngao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Đó, cho nên gọi là 10 điều tâm niệm. Cho nên có những cái điều, những cái bài pháp như vậy, tôi xin chia sẻ đại chúng, cố gắng chúng ta biết được cái chìa khóa chúng tôi đã gửi cho các vị đó, thì các vị nên học những cái điều đó, để khi chúng ta gặp những cái gì đó khúc mắc, những cái gì đó khó khăn, những cái tệ bạc, những cái sự chống đối, thì chúng ta lấy ra chúng ta đọc, chúng ta lấy thuốc ra chúng ta uống. Tôi xin nhắc lại, Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy oan ức làm đà tiến thủ, lấy khúc mắc làm niềm vui, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm thích thú, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, lấy người chống đối làm nơi ngao du, coi sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Nếu như không có xả lợi thì cuộc đời không vinh hoa được đâu. Cuộc đời luôn luôn lo âu, luôn luôn sợ hãi. Cho nên Đức Phật bây giờ là lấy bệnh khổ làm thuốc thần, thuốc hay. Nghĩa là nghĩ đến thân thể thì không cầu, không bệnh, không bệnh khổ. Mà nếu không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh. Lấy hoạn nạn làm thành công, làm giải thoát, là ở đời đừng cầu không hoạn nạn. Vì không hoạn nạn thì kiêu sa, ngã mạn nổi lên. Lấy khúc mắc làm thú vị, cứu xét tâm linh thì đừng cầu không khúc mắc. Vì không quốc mắt thì sở học không thấu đạo. Tôi dám khẳng định như tôi, nếu cuộc đời tôi mà không bị ba chìm bảy nổi, không bị sóng dồ gió dập, không bị lên bờ xuống ruộng, ngày nay tôi không thể nào thấm thía được những cái lời này. Cho nên lấy quốc mắt làm thú vị. Có những cái sự khó khăn, những sự quốc mắt, những sự hoạn nạn, thì nó đưa cho con người chúng ta mới tới thành công và tới thú vị được. Nếu không gút mắt, không hoạn nạn, thì cái sự học chúng ta không thể nào đạt tới cái chỗ thấu đáo. Và nếu chúng ta không đạt tới cái chỗ thấu đáo thì lòng chúng ta không thể nào mở rộng với người được đâu. Cho nên trên bước đường tu, nhất là cái giới tu sĩ trẻ, tôi có lời chia sẻ với mấy huynh đệ là phải luôn luôn thuộc, nhớ nằm lòng 10 điều tâm niệm trên. Lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm đạo bạn. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường. Giống như mình làm một điều gì đó mà cứu người, giúp người, thì đừng nghĩ rằng người không có những sự trở ngại. Bởi vì mình làm được, người làm được, nhưng mà người không làm, người chưa làm hoặc người chưa làm được thì nó luôn luôn tị hiềm ganh tị là cái chuyện bình thường. Nhưng mà mình đừng lấy đó là cái sự chướng mình, mà mình phải có cái chí nguyện kiên cường. Cho nên người sống không lý tưởng mà buông tha thì giống như ngựa không cương, giống như thuyền không lái, giống như khách lữ hành trước ngã rẽ lòng đời. Cho nên lấy khó khăn làm thích thú, việc làm đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng thị thường kiêu ngạo, lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ, giao tiếp thì nếu chúng ta trên bước đường tu cũng như bước đường đời, mà nếu giao tiếp mà cầu lợi cho mình, vì lợi mình thì trước sau gì mất đạo nghĩa, thân thì nó sẽ thù. Cho nên cái hay nhất mà nếu chúng ta cố gắng, chúng tôi đây là tôi nói cố gắng thôi, chứ tôi không bắt buộc, không thể nói làm liền được, mà chúng ta cố gắng cái sự giao tiếp, chúng ta tránh xa cái lợi chừng nào thì chúng ta sẽ có an lành, có khinh an nhiều chừng đó. Lấy người chống đối làm người ngao du. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất sẽ kiêu căng. Coi sự thi ân như đôi dép bỏ, thi ân mà cầu báo đáp thì coi như cái đó không phải thi ân, không phải là bố thí, mà gọi là thi ân có mưu đồ, bố thí có mưu đồ.
Cho nên thi ân, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ thi ân, đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp thì thi ân kia nó có mưu đồ. Lấy sự xả lợi làm vinh hoa, thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì lòng si mê phải động thôi. Nhào vô để thừa nước đục thả câu, thừa gió bẻ mang thì coi như là cái lòng mình nó phải bị trắc ẩn. Lấy quan ức làm cửa ngõ đạo hạnh, nếu người biết tu thì quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân quả chưa xả. Điều nói vậy chứ tôi chưa làm được nha. Tôi đây là tôi xin nói lời Phật dạy, nhắc nhở lại cho chư huynh đệ, chứ còn tôi cũng thưa thiệt à. Cho nên vì vậy mà trên tinh thần đạo Phật, chúng ta mới đưa ra hình ảnh của Quan Âm Thị Kính là một người đàn bà, một người phụ nữ, một người con gái. Xin lỗi, nói theo cái danh từ trẻ tới già là người con gái, người phụ nữ, người đàn bà. Nó ba cái giai đoạn. Khi mà lớn tuổi thì gọi là bà, khi mà trung tuổi thì gọi là phụ nữ, khi mà còn trẻ thì gọi là thiếu nữ hay là con gái. Đã là người phụ nữ có chồng, rồi bị oan ức, rồi phải cải nam trang, vô chùa tu. Thì các vị thấy đâu phải vô chùa tu mà dễ đâu. Rồi phải coi như là vì cái nhan sắc cải nam trang đẹp quá cho nên thị màu đem lòng mến tưởng. Rồi cuối cùng rồi không được, rồi dân dân và dân dân. Ai cũng biết cái chuyện Quan Âm Thị Kính rồi. Như vậy mà ta đâu có dạch ra đâu. Chứ tôi thiệt lòng, tôi cũng nói thiệt à. Nếu như tôi chắc tôi dạch rồi, chứ tôi chịu không nổi đâu. Ra tới làng các vị biết là bị đánh, bị tra khảo rồi. Các vị nghĩ trời ơi, nếu như chúng ta sống lại cái thời của Quan Âm Thị Kính coi, trời ơi chắc cái diễn đàn mạng nó chửi không còn một chỗ nào. Thời đó thì cũng may mắn là thông tin truyền thông diễn đàn mạng nó chưa có nhiều. Không có chứ đừng nói chưa có. Chứ còn nếu như mà lật lại cái dòng lịch sử chiều quay của cái bánh xe lịch sử mà bây giờ mà có Quan Âm Thị Kính thì các vị biết là trời ơi, nó chửi không còn cái gì. Mà bây giờ mà Quan Âm mà phải lột phụ nữ mà người ta đổi thừa ở, chứ người ta có bầu, ra tới làng xã bị đánh đập. Nhưng mà ông thầy đó sao? Ông thầy đó nói thôi để bần đạo nhận lãnh đem về. Bởi vì không biết thật hư thế nào. Chứ gặp bây giờ là nếu nói giờ chắc ông thầy ông mất mặt, ông bỏ, ông chạy 8 công bị đứng, chứ ông đâu có ra, ông bỏ tiền, ông chuộc đệ tử đem về. Đó là một. Thứ nhất là ông thầy cũng không đủ cái đạo hạnh. Cho nên thấy đệ tử mà lỡ có sai phạm gì rồi là thôi cao bay xa chạy đi. Còn ngược lại đối với người tu tập chân chánh, người có đạo đức như tôi đã nói hồi nãy đó, là cái người mà có phước đức đó, là người đó phải có khinh an và hành xả. Thì coi như vậy thì dầu đệ tử mình nó xấu xa cỡ nào cũng ráng mà chuộc nó đem về, để chứ giờ bỏ nó đi đâu. Rồi cái nữa đem về thì bây giờ nói con ở chùa thì mang tiếng cho thầy, thôi con ra ngoài tam quan, có cái tam quan nó ra ở đó mà ẩn tu. Ra tam quan ở đó thì sao? Rốt cuộc thị màu đem con đi giao rồi phải bồng đi để xin sữa, mà phải nói dối là vợ tôi chết cho nên tôi mới vào chùa tôi tu, vợ tôi chết mới vừa sanh con cho nên phải bồng đi xin sữa. Thì các vị nghĩ coi cuộc đời nó bàn luận cỡ nào. Nhưng mà vậy mà cái lòng nhẫn nhục, cái sự hỷ xả của nàng Thị Kính, nàng Kính Tâm, cho tới khi mà gần chết mới đưa lại cái di thơ, mới đưa lại cái tâm thơ cho hòa thượng, cho cha mẹ, thì lúc đó mới biết rằng là đó là Thị Kính giả trai. Thì như vậy thì cái truyền thông mạng giải thích như thế nào? Cho nên tôi nói nguy hiểm lắm. Xã hội nó càng văn minh, nó càng phát triển thì cái ác nó càng dữ tợn hơn. Nhưng mà mình phải chịu thôi. Tại cái dòng quay của nhân loại, cái sự tiến triển của nhân loại thì chúng ta cũng phải chấp nhận, đành chịu. Rồi nhưng mà thật sự ra cái luật gì luật, chịu gì chịu, nhưng mà không có qua được cái sự nhân quả đâu. Chúng ta cuộc đời này chúng ta tin như vậy đi. Đó là cái giáo lý chân thật mà bất di bất dịch muôn đời của thế giới nhân loại, là định luật nhân quả ngàn thu bất diệt.
Cho nên hành xả, nếu nói như nói đúng theo cái tinh thần gọi là luật của luật Ba La Mật, thì hành xả là bố thí Ba La Mật, đó là vô quý thí. Coi như bữa nay chúng tôi giải thích hết cái vấn đề Thất Bồ Đề Phần, và tuần sau chúng ta học về Bát Chánh Đạo. Như vậy các vị nên nhớ, tôi xin nói trở lại, thứ hai, thứ ba chúng ta học giáo lý Đại Cương. Bởi vì tôi nghĩ rằng có những cái điều, cái giáo lý Đại Cương ngày hôm qua nói chưa hết, ngày nay nói tiếp cho nó xong một việc. Thứ năm, thứ bảy chúng ta học Kinh Tạng Đại Thừa, bộ Kinh Thắng Mang Sư Tử Hống. Gửi lời chúc lành toàn thể các vị và chúc các vị luôn khinh an và hành xả để có phước đức. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.